Xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng bạn cùng nhau tiếp tục với cả Stick of Legacy. Thì trước khi bắt đầu video, bạn để lại cho mình like, share đi cái nhá. Ok, bạn ơi. Giờ thì thực sự là khá là khó anh em ơi. Ok chưa? Thì đây. Để mình xem nào, xem mấy cái anh em làm trên YouTube như thế nào anh em. Đâu rồi? Mọi người bảo mình thử phát. Đây. Nếu mà nó thực sự như vậy để phải thử mới biết được. Nhìn đây. Ok, install này. Ok, install mình sẽ để cho nó bình thường, tức là mình méo nó nâng cấp cái gì cả. Mình sẽ tăng tốc độ game lên để xem có thực sự nó là như vậy không. Kichu này. Ôi giời ơi. À, có tải nhanh em nhớ, có tải nhanh nhé. Ui. À, mình nhớ rồi. Cái ván này là cái ván mà mình triệu hồi ra được cung vàng, giáo vàng anh em ạ. Ừ, đúng rồi, mình nhớ rồi. Ngày xưa mình cũng tìm ra một ván. Không biết là có đúng là ván này không, nhưng mà một ván đúng như thế này anh em ạ. Mình tìm ra được một ván đúng như thế này anh em. Đấy. Ngày xưa có lúc mình chơi nhá, mình đã từng tìm được một ván đúng như thế này luôn. Không sai một ly luôn anh em ạ. Về đúng nha. Đây là có thể là bản dễ nhất anh em ạ, bởi vì là ngày xưa mình trước đây mình cũng đã tìm được một lần rồi. Chả biết là có phải là cái này thật hay không thôi anh em ạ. Đấy. Chả biết là có phải bàn 65 không, nhưng mà ngày xưa từng tìm được bàn y xì như thế này. Cũng kiểu triệu hồi ra cung vàng giá vàng như này thôi. Đấy. Ok. Mình muốn bật install update lên xem liệu nếu mình bật install update lên thì nó quay không. Thì bọn cung ấy nó có được tăng đam không ấy anh em. Đây rồi nhá. Đây là con cung vàng lúc chưa được install update nhá. Bắn một bắn này. Một bắn lúc con kiếm nó đỡ nhá. Ôi cung tới kìa. 19 đam. Bọn cung đằng sau này sau khi đã được bật install update này. 19 đam. Liệu được tăng lên bao nhiêu đây? Đây nhá. 19 đam. Install update bật lên rồi. Hơi cao đây. Vẫn 19 đam anh em ạ. Nói chung là đây là bàn mình tìm được của bạn Flame War quán ơi. Nói chung bàn này thực ra thì ngày xưa mình tìm được rồi, nhưng mà mình quên mất rồi. Đấy. Mình quên mất vì cũng chả tìm lại được luôn. Giáo thì là giáo thường anh em ạ, méo được phải giáo vàng. Ô vậy méo phải, ngày xưa mình méo tìm được bàn này anh em ạ. Ngày xưa mình tìm được bàn như xịn hơn cơ, là mình trộn được cả giáo vàng cơ anh em ạ. Ngày xưa mình tìm được cả bàn xịn hơn cơ, trộn được cả giáo vàng cơ. Mẹ em nghĩ quên cũ để đâu rồi. Thế sao lên win đi anh ạ. Win đi. Để xem anh em trên YouTube A tìm được cái gì hay không. À đúng rồi. Lên Discord xem là mấy anh em trên Discord có tìm được mấy cái bug gì không anh em ạ. Ok chưa. Đâu rồi. Quấy. Đúng rồi, bán này dễ thật anh em ạ. Bán này trộn được cung và dễ thật anh em nhé. Bán này trộn ra được cung và dễ thật đấy. To. Tiếp tục anh em ơi. Đâu rồi. Tiếp theo này, bàn 65 ngày xưa. Ê, anh em nhìn vào đây nhé, xem nào. Rồi anh em mình. Ok con ơi, nói chung là anh em ngoài tiền đâu bạn này chả thấy anh em tìm được bạn nào nữa, nói chung cũng khó nên là mình không anh ngờ gì nhiều. Trung bình thì thế nào, thay ở Spartan Archer Storm Shell không, bạn này không phải bạn đặc biệt. Em Zhuk Defender, ui ơi cái gì đấy, à phá hủy tượng kẻ thù trước khi mặt trời lặn. Ok, build Apple mình sẽ không tượng anh em đúng không. Để mình lên nhạc phát, mình biết nhạc này như nào rồi. Mình nghe sơ. Ôi méo phải nhạc ấy. No. Nhạc này mình ăn bản quyền mấy lần này các bạn. Mình méo chơi được. Ok chưa. Đây với bàn này thì đặc biệt chỗ là chưa xem méo có tượng. Và đây là đây là bàn bình thường đây anh em. Mình xem méo có tượng đó. Mình bây giờ mình tự hỏi nhá. Nó chính là bây giờ mình cho thêm bạn một con bot nhá. Đây. Cái điều mình tự hỏi chính là bây giờ nếu mình cho thêm bạn một con bot. Mà bot ấy, anh em phải hiểu là cái luật của game này này, là khi mà anh em chờ ra một con bot cho team bạn là team bạn tự động tấn công luôn. Nhưng mà bàn này nó set up là
Bàn này nó setup là anh em nó sẽ không tấn công nhưng mà bàn này setup là kẻ địch không tấn công rồi. À kẻ địch đang đánh này. Mình tự hỏi là bây giờ nếu như là mình để cho bọn này ấy thì sao nhỉ? Mình để cho bọn này chém một tượng mình, chém một quân của mình nhưng mà mình méo một tượng thì sao? Đây mình thử phát để xem nếu mình méo một tượng thì sao nào. À, chúng ta sẽ chạy marathon đây anh em ơi. Nhà sơ và lúc này anh em trời cung không khác nào thí cho nó một mạng anh em ạ. Đấy. Lúc này anh em trời cung không khác nào thí cho bọn này một mạng anh em ạ. Đấy, ok. Ui, chém cùng một lúc thích phết này. Úi, chém cùng một lúc đau đấy. Đâu thử một con giáo à. Một quẹt. Ui, con kiếm có vẻ trâu hơn anh em ạ. Ô, outplay luôn này. Úi giời ơi, tưởng cái gì. Outplay luôn. Okay, thôi thôi. Nói chung thì cũng không có gì đặc biệt lắm anh em ạ. Mình tưởng là chúng nó sẽ gọi là đứng chờ chờ nhưng mà không phải anh em ạ. Nếu mà anh em không có tượng nhá thì đấy luôn anh em. Nhưng mà mình chỉ bật auto win nhá. Thôi kẻ địch đâu. Kẻ địch đâu? Kẻ địch có auto win đâu. À không. Kẻ địch nó méo auto win bạn ạ. Ok, thôi mình bật auto win rồi mình lên. Đấy, xài. Phá tượng mà không cần diệt con boss này. Quá là easy luôn, quá là easy luôn. Rồi, bàn 93. Má mình gắn nhầm rồi thôi. Cái này gọi là duyên anh em ạ. Cái này nó gọi là có duyên. Ok chưa? Nó cho mình chạy. Ui, ngay từ đầu nó xuất hiện một con zombie Titan rồi. Con này trâu phết anh em. Không sao, không sao. Ui, nó trồi lên này. Không sao, không sao. Đây, 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 đây. Easy, easy game. Này mình xem có gì ăn béo nha, rất nhiều zombie, rất nhiều zombie, bà này được cái khá nhiều zombie đây. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Zombie nhiều vãi chưởng vậy. Một con cai này. Lên 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 anh em xiên vào con cai đi. Nha, bà này một bắn đơn giản chỉ là nó có zombie đây anh em ạ, chả có gì nữa. Nhảm quá nhờ. Nhảm quá nhờ. Bali Calon ở tier 2 Dead Undead mình chúng ta phải nhìn anh em phải một là anh em phải hiểu tiếng Anh em đọc cái này, hai là anh em tuy không hiểu tiếng Anh nhưng mà anh em có thể gọi là sao ta, nếu anh em không hiểu tiếng Anh thì nhìn thấy cái nào lạ lạ đoán bừa xong vào anh em ạ. Ok giờ ok giờ bản 99 này, ba chỗ gian Elite Group Spearton bản 100, đây là bản 100 đầu tiên Ultra Level Multiway. Ngày xưa ấy nhưng mình không nhớ là mình chơi bàn 100 chưa nhỉ anh em nhờ. Nhưng mà có vẻ không hay lắm. Màn 99 đây. Ga Digital Chan là lâu lắm rồi mình. Ui, thực sự là cái map đồi núi cái thứ này ấy, là rất là ít ít khi được dùng em nhé. Đâu thử mở nhạc ngay xem nào. Chuẩn rồi anh em, đúng là như vậy anh em ơi. Vâng, nó cho mình thực ra mình nghĩ là một trò rất là hay các bạn nhá, đó chính là bạn nào mà kiểu có thời gian mà anh em người cày mình kem để mua item ấy, anh em có thể là vào từng cái mission một đấy, anh em vào từng cái mission kiểu gì cũng sẽ tặng cho anh em một một hai cái gì đấy xong anh em thoát mẹ ra không đánh ví họ anh em đủ đẳng cấp thì anh em có thể đánh luôn và thắng luôn mà không cần item đấy thì anh em lời luôn cái item. Nhưng mà mình không biết là mình nhận item xong mình ấy thì nó có nhận item xong mình không 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 đánh thì nó có giữ cho mình không hề nó xóa luôn anh em ơi. À được tặng giáo à, cũng được anh em, giáo cũng được. Wait, solo kill, solo kill này rồi, solo kill này. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Đâu 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 bắn. Nó giúp bà này có vẻ là không 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 có gì đặc biệt anh em ạ. Mình tưởng là ra people và gian là phải có gì đặc biệt chứ. Nhưng mà hình như là anh em sẽ phải gọi là sao ta? Bắn lên thì hình như là mấy quay đặc biệt đấy anh em kiểu multi quay nó có chữ multi quay là khả năng sẽ có gì đó đặc biệt anh em ạ. Mình nghĩ là như thế. Được. Mày thường biết được đây chẳng hạn là bàn 100, bàn 100 thì không nói rồi, mấy cái bàn 100, 200, 300, 400 chắc chắn sẽ là một bàn đặc biệt. Và sẽ có thứ gì đó hay ho xuất hiện. Úi giời. Điếu rồi lắm.
làm mấy thế? Ok chưa, ok chưa, anh em cho con Kaider này lên quẩy một tí. Mình biết là Kaider này méo ăn được anh em ạ. Nó xin chết, nó xin chết. Kéo dưới Kaider cũng ngon luôn. Đây là mình mới yên tâm anh em ạ. Ui. Xin bỏ Kaider đi, đúng rồi, may quá anh em ơi. Lại tưởng mẹ lag máy. Ui. Được cái bạn này đông vãi trưởng em ạ. Được cái bạn này đông vãi trưởng. Được cái bạn này đông vãi trưởng anh em ơi. Ui hồi máu, hồi máu. Con medic à. Đây. Attack speed tăng lên vô hạn anh em nhá. Đấy, đây, giờ cho nó hồi máu này. Úi giời ơi. Quá là uy tín. Nó cứ phải gọi là quá là uy tín luôn anh em nhá. Bằng 100 kiểu một cái mission đầu tiên anh em, mission đặc biệt đầu tiên ấy. Thế này nó không có quá là gì đặc biệt cả anh em ạ. Ok chưa. Con Pichu kia ra lại được hồi máu, ra lại được hồi máu anh em ạ. Giang xịt máu. Ô, bạn này có cái đây đâu. Ô kìa. Về cho nó hồi máu ngay anh em. Ô, con Pichu bốc hơi rồi. No, con Pichu bốc hơi anh em. Ui rồi. Mà ăn cay cái châu bò đi anh em ạ. Lên rồi. Win. À, bàn này thì chỉ có Kaider thôi anh em ạ. Ok. Bàn 1-1 này thì chắc anh em biết rồi. 1-2 này, New Sanford. Mình muốn tìm Multiway anh em ạ. Ở Archidon and Boss Sword. À, rồi, mình biết cái này rồi. 4 Sword Savagia. Không phải. Nó phải ghi ý kiến, nó phải ghi ra là Multiway cơ anh em ạ. Ok. Leader Sanford. Ok, có Sanford nhưng mà vẫn bình thường thôi. Kichu Way. Không. Death tấn công khi mà mặt trăng lặn. Death vs Archidon và Alet Amor. 6 group ánh sáng của kẻ địch đối với Kai. Leader of the Death và X-Way The Last có vẻ khá là chất lượng em ơi. Đánh luôn nhớ. Để zombie xuất hiện này anh em. Thì để bởi vì mình đang dùng skin ma cà rồng anh em, thế là mình cứ cho mấy con giáo ra thôi, không cần nhiều. Mình sẽ đấu với cả skin Death anh em ạ. Okay. Skin Death đây, mình đứng chặn đầu và mình quạt hết bọn này anh em ạ. Mình quạt hết bọn này luôn, không nói nhiều. Cái gì? Nhiều Death đấy, nhiều zombie đấy, nhầm gì ăn được ăn. Nhầm gì ăn được ăn. Hồi máu kìa. Anh hồi máu, cứ phải gọi là cháy luôn. Ê. Từ con này nó méo được đánh nha. Con này nó méo được đánh. Ôi trời. Shiba. Wow, sao quá, sao quá, chi ai quá ai. À, Lasovit này anh em, con Lasovit là một con đào vàng khổng lồ anh em nhé. Ok. Brightseed bùa luyện không phải. Không phải nốt. Một đợt kẻ địch lớn sẽ đến à. Ây à. Kẻ địch lớn sẽ đứng thủ ở đây. Ôi giời ơi. Đây. Bây giờ hôm nay mình sẽ tiện mình thử luôn anh em nhá. Liệu tốc độ hồi máu của Macaron sẽ nhanh hơn hay là sức mạnh phản đam của Dung Nham sẽ khỏe hơn anh em nhá. Đây. Đang tốc đánh cực hạn đây anh em ạ. Liệu sức mạnh phản đam của Dung Nham hay là hồi máu không? Vấn đề ở đây là đang hơi nhiều con đấy anh em. Rồi anh em biết rồi đấy. Mà đánh một phát hồi được 3-4 máu thì nó phản cho mọi người mấy máu anh em ạ. À, anh em hiểu rồi. Thằng con nó sẽ giúp anh em trâu hơn khi mà đánh con này thôi, chứ nó cũng méo có tác dụng cho việc ấy đâu anh em ạ. Trừ khi anh em có một con medic siêu sức mạnh bút đằng sau lưng. Đâu sẽ nào, con medic đâu? Con này lề mề quá nhở. Đâu, đây, em nhìn này. Úi giời ơi, vào đây. Chúng mày vào đây, đây, mình bút cho team bạn 12.000 máu nhá. Đây. Đây, cho 12.000 máu, đấy, team bạn giờ lên 12.000 máu rồi. Đấy, sao?
Nào nào các bạn lên 12.000 máu rồi đấy. Mất máu tẹt ga không sao nhưng đây 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 đây. Bọn chúng mày dồn hết vào đây, chúng mày dồn hết vào đây, chấp hết. Chấp hết. Trời ơi. Đòi solo, ôi con medic mày làm gì đây? Con medic ơi, mày làm gì vậy medic ơi? Ôi anh em nhìn cái tốc độ hồi máu của mình đã vượt qua được cái tốc độ phản đam anh em ạ. Quá là ngon, quá là ngon. Ôi nhưng mà con medic này cũng xú lắm anh em ơi. Ok. Mà sao bọn này trâu nhỉ? À đây rồi, 12.000 máu cút rồi. Ok ok. Đang nghĩ bảo sao bọn này trâu thế. 12.000 máu thôi một châu đấy. À đây rồi, gục một cháu nữa này. Hai cháu đi rồi anh em ơi. Trời ơi, ôi, đi hết rồi, còn thương cháu này nữa 100 đam như này kìa. 52 đam, ui, sao mình đánh đam to nhỉ? Ơ, sao mình toàn đánh 52 đam với cả mấy chục đam này? Bây giờ đánh được có 15 đam nhá, ồ. À, ok, ok, con ơi, mình hiểu rồi. Thôi, khi nào mình để chiến. Đây nó kiểu như là một cái mèo, nó kiểu nó một là một chích cái lỏ anh em ạ. Ờ, win, easy win. Ok, gọi là như thôi chắc các bạn này cái nhạc thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.